Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Hero Hunter, let's go. Ok. Let's go. Các bạn có thể đổi được nhân vật nhá. Ví dụ như là mình không thích bắn người này, mình sẽ chuyển sang bắn người này đi. Ok. Chuyển sang người này luôn. Chuyển tiếp sang cô con gái này. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Sóng thần. Đây là một cơn sóng thôi. Di chuyển tiếp vào. Di chuyển các bạn là sao? Ok, nhảy lên. Rồi. Sau đó lại tiến tiếp. Đây là cái gì đây? Ok. Lại phải di chuyển ra cái bàn. Đập ra kia rồi. Lên trên tầng 2. Let's go. Sóng thần mà làm gọi là tan lát hết rồi.
đây có một đường điện bị hở. Wow, mình phải đi ngắt điện. Ngắt điện là xong rồi, mình sẽ phải ủi cái này. Không ủi được. Oh my god. Ủi đây làm gì? Chuẩn luôn. Let's go, tiếp tục. Đây là một tựa game giải mã khá hay. Ok, đã chuẩn đi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ 3. DJ Commando. Let's go. Start game. The enemy has dug in. Clear the trenches. Oh my God. Go, go, go. Run, run, run. Let's go. Move. Không biết là thời chiến thứ mấy đâu. Mission accomplished.
accomplished. Which story? You okay? Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ tư. Nova Legacy. Sổ bên trong tiếp nào. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Oh my god, rất là đông. Mình phải đứng xa thôi. Dao định chém mình, tài thật. Godlike.
godlike. Oh my gosh. Okay. Let's go. Triple kill. Quad kill. Oh my God. Những trang này của mình thế mà chết cũng nhiều thật. Oh my God, bị đang bắn đằng sau. Ok. Wow, anh chàng này lốc ở ngay đây đúng không ạ? Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Fresh S. Let's go. Okay. Wow, mấy anh chàng đi rất là nhanh.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Pixel Gun 3D. Đuất đi. Từ cái này thì trước kia thì không nạp tiền. Thì tất cả các khẩu súng đều như nhau. Nhưng từ khi bắt đầu cho nạp tiền thì những anh chàng nào mà nhiều tiền hơn thì có thể sẽ mua những khẩu súng rất là khỏe. Cho nên là cái tốc độ bắn khi bắn nó sẽ khác hơn bình thường. Các bạn mà mua không mua được những khẩu súng ngon thì các bạn có thể sẽ phải chết liên tục. Và nó rất là khó luôn. Và đây là một cửa hoàn toàn mới này. Cửa này mình chưa chơi bao giờ. Ai đang bắn đây? Đây rồi, chỗ này mình nhìn thấy một người. Oh my god, chết rồi. Wow, cửa này rất khó luôn, khó hiểu. Súng này của mình bắn cũng đau nhưng mà rất là chậm. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Đài đi kìa. Đây là một tựa game khá hay và ý nghĩa. Rất ý nghĩa và hay. Cái game này nói về một cô bé bị tai nạn. Sau đó thì cô ta không đi được bằng hai chân. Nhưng cô ta thấy mẹ mình đang bị một thế lực. Đây là một thế lực tâm linh đang chuẩn bị trấn áp linh hồn của mẹ mình. Và cô ta phải bắt đầu phải tìm cách và lạc vào trong một thế giới, đó là một thế giới giấc mơ, để giải cứu của mẹ cô ta thoát khỏi những thế lực đó. Ok. Rồi, nhập luôn. Đây là một cuốn sách. Thank you.
Ok. Đây, cầm có một chiếc chìa khóa. Ok, let's go. Let's go. Xem lại xem. Xanh, vàng xanh. Rồi, xanh nhau màu đỏ. Xanh, vàng xanh. Ok. Đây sao hỏa trái đất. Này như sao kim. Cái này không biết là gì. Đây là mặt trăng mà. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bay vào trong giấc mơ. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.